chính lễ sơn thần thổ địa thành hoàng hai nhân dân tham cả nhân dân là sở tại được bản mệnh được bình an nhân được khang vận được thịnh chúng con sơ hư không quá vãng thần tiên tứ trực công ta ngũ phương xứng giả chỉ pháp khi tiền thành phạm tứ quang giáng phó đàn tiên thủ từ công giả hương hoa thịnh phật là thánh đồng không ai ngang hà phán nhân tâm là thánh tiền thần hậu thổ tiền chủ hậu chủ ngũ phương long mạch cả tác đại chứng minh cho hội chủ chúng con làm lễ khởi công đồng thổ có lỡ xúc phạm thần linh ngay chúng con xin sám hối thổ thần thần linh sám hối các chư vị thần linh thổ chủ cầu cho quốc thái dân an bản tự được hưng long các gia các gia chủ bản mệnh bình an nhân được khang công việc công danh được thành toại như ý thành tâm tu thiết lễ nghi có hương có đăng có hoa có quả có trà dâng lên cúng giảng biến thực biến thủy chân hương và hương thì nam mô ta bà các chư vị thần linh năm lễ la 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 la
Nhanh chóng lên. Khang Nam đâu rồi? Trọng trách lớn. Ông Nam ra động cổ đi. Nhanh để cho mấy hình ảnh nhé. Ông Phan góc chưa? Bốn góc với một cái giữa. Sau ấy bảo ông Định ấy là có bài phóng sự có này đang quay này quay ra đành nhưng mà vẫn mà có cái rồi sau ấy sau mà anh vào anh làm chứ không vậy đấy pháp đấy được chỗ nào có đất thì sắn làm. Thế đây cầm tập đúng vải làm lễ vào để thu nước cả. Giữa đâu ạ?
lấy nước thì chơi nên sao mấy nữa nó qua mấy thì nó đổ chỗ từ dưới thấp rồi nó đổ chỗ cao, chỗ cao hôm nay vẫn đâu nước giờ mấy cái nó là cái trường giàn tương xong rồi nó đổ quầy nó là cái trường cao xuống đổ qua ai đổ qua ai đổ dạ đang thấy trời này không vậy đâu. Dây cáp đấy mày ông chặt đâu? Dây cáp đấy. Có áo ra để đứt nước rồi chứ chả nào nó ra đâu. Bập được không? Mai thấy nó bập. Mẹ lấy ra ngoài này thôi ạ. À?